Cần biết gì trước khi đầu tư vào Skillway? Skillway là gì? Dự án quốc tế Skillway tiến hành phát triển loại vận tải điện trên cao mới, di chuyển trên các ray đường dây độ bền cao. Hiện nay vận tải Skillway đang được thử nghiệm tại Belarus và UAE để ứng dụng trong các hệ thống vận tải đô thị và liên đô thị trên toàn thế giới. Tại sao cần các khoản đầu tư cho Skillway? Từ năm 2014, dự án Skillway được phát triển theo hệ thống crowdfund. Điều đó nghĩa là bất kỳ người nào cũng có thể tiến hành đầu tư từ $50 vào sự phát triển vận tải và nhận được cổ phần trong dự án, tương ứng với số đầu tư của mình. Tôi nhận được gì khi đầu tư? Quá trình thu hút đầu tư vào dự án được chia thành 15 giai đoạn. Hiện nay đang diễn ra giai đoạn gần cuối cùng, giai đoạn phát triển thứ 14 của dự án. Trong trường hợp hoàn tất thành công giai đoạn 15 và đưa dự án ra trạng thái thu lợi nhuận và tự cấp vốn, các nhà đầu tư sẽ nhận được các cổ tức từ lợi nhuận của dự án Skillway. Cũng như trong tương lai dự án có thể tiến lên sàn chứng khoán. Khi đó, các nhà đầu tư sẽ có thể kiếm được tiền nhờ sự tăng giá của các tài sản của mình trên sàn chứng khoán. Các khoản đầu tư được đăng ký như thế nào? Các cổ phần Skillway chưa phải các chứng khoán trên sàn giao dịch, chúng không thể được ở mua như các cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Việc đăng ký đầu tư vào Skillway được diễn ra theo hợp đồng vay chuyển đổi. Các khoản vay chuyển đổi thường được thấy trong ngành công nghiệp các startup mạo hiểm. Tại Mỹ, ví dụ, có hai dạng chuyên biệt của các hợp đồng như thế: SAFE, Simple Agreement for Future Equity, và KIFS, Keep It Simple Security. Skillway đã đạt được điều gì? Từ năm 2014, Skillway được phát triển ngày càng nhanh chóng. Đây là các thành tựu chính của dự án trong những năm gần đây. Các khu sản xuất của Unisky Sin Technology, IN, công ty nhà phát triển Skillway, đã mở rộng ra gần 10.000 m². Sheikh Dubai đã phê duyệt gói các dự án được đề xuất bởi Cơ quan Giao thông Đất nước, RTA. Trong số các dự án đó, có hệ thống vận tải đô thị Skillway. Đã bắt đầu giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của vận tải đường dây tại trung tâm R&D của Unisky Sin Technology, IN. Tại Tiểu vương quốc Saja, mô đen vận tải cao tốc Skillway đã được trình diễn thử nghiệm. Tại Saja đã bắt đầu xây dựng các tuyến đường hạng nặng Skillway thứ 2 và thứ 4. Trong các kế hoạch của dự án năm 2021, trình diễn hai loại vận tải hạng nặng mới của Skillway được lên kế hoạch sử dụng trong các dự án thương mại đầu tiên. Ký kết ít nhất 3 hợp đồng về các dự án mục tiêu. Tham gia vào triển lãm toàn cầu Expo 2021, sự kiện sẽ phải được bắt đầu diễn ra tại Dubai từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Trong 6 năm qua, tại Skillway đã phát triển và thử nghiệm 11 loại hình vận tải và đã giới thiệu chúng trên các triển lãm từ Berlin tới Singapore. Hiện nay, có hàng trăm ngàn người từ 200 nước trên thế giới đã đầu tư vào dự án. Link đăng ký dự án Skillway và nhận ưu đãi ngay hôm nay ở phần mô tả video này. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.